Rồi mọi người, bây giờ nhà mình đã từ trên dãy trở về. Mẹ mình thì bà phóng xe máy về trước. Đấy, đây là con xe máy của mẹ mình này. Vừa nãy mình đang bận rửa bát cho nên là không quay cảnh mẹ mình đi. Lâu lắm rồi là mình cũng không thấy bà đi xe máy luôn ấy. Đó, bà về nghỉ ngơi. Còn nhà mình thì ở trên dãy gọi là chơi một lúc nó bây giờ mới về nhà. Ở đây còn có một quán nữa nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, nó nhiều gai, chắc là phải đợi tầm một tuần nữa thì mình mới hái thì nó mới vừa ăn, chứ bây giờ nhỏ quá mọi người, tiếc. Ớt cũng thế này, mỗi tội là nhiều nhiều bà không có phun thuốc cho nên là sâu chứ nó ăn hết lá luôn đâu. Đấy, có mỗi khóm này thôi. Có mỗi khóm rau thế này mà tháo hồ ăn. Đợi cái cây cà tím này nó mà to lên lên một chút nữa thì gọi là ăn gọi là không kịp luôn. Mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm món bánh xèo cho mẹ mình ăn thử nhá. Đây, nguyên liệu rất là nhiều luôn. Đây là tôm. Những cái này thì thực ra là sáng hôm đêm hôm qua là mình đã làm sẵn rồi nhá. Đấy, thịt nữa này. Đây, để cho mẹ mình ăn thử cái món bánh xèo của Việt Nam mình xem là phản ứng của bà như thế nào nhá. Cũng lâu lắm rồi mình không có làm. Còn nước mắm thì mình cũng pha sẵn ở nhà rồi mọi người. Đó, có cho tỏi mà mình vớt ra rồi tại vì mình ăn tỏi ấy, nó cứ bị đầy bụng thôi mọi người. Không biết làm sao ấy. Trời mọi người, thời tiết nắng nóng này cho nên mẹ mình nằm ngay ở dưới nền luôn, bật quạt. Ở trong nhà thì mát lắm, chỉ có 22 23 độ thôi, nhà mà nhà mình có điều hòa, cái này cái điều hòa nhưng mà nhà mình không có dùng luôn mọi người ơi. Không có dùng điều hòa bao giờ mấy tại vì được cái nó mát lắm. Còn hai cái đứa này chắc là lại đang chơi game ở trong phòng đây này. Đấy, suốt ngày điện thoại cũng một thời trẻ ngày nay. Ô cái gì đây? Ô, mình tưởng nó chơi game, hóa ra đang học tiếng Anh mọi người ơi. Mấy nay là chăm chỉ lắm, tại vì mình mới biết được cái app nhé, có tên là Babinana. Đó, cái app này thì mình thấy hai đứa nhà mình nó cực kỳ là thích từ không? Đang đọc. Đó. I put on my bed. Ồ. Ở trong đây thì nó có 4 chế độ nhé, nói, đọc, nghe và hiểu nữa, cho nên là với lại cả viết nữa nhé. Cho nên là hai đứa nhà mình hứng thú nhất là em Minju. Đông Cơn thì thực ra là nó biết nhiều rồi ấy, thế nhưng mà thay vì cái thời gian chơi game ấy thì nó sẽ học tiếng Anh như này này. Đấy, khi mà học phát âm giỏi, viết giỏi thì người ta sẽ có một cái phần thưởng nho nhỏ như này, không thì con nó háo hức tiếp tục. Ui đấy, I rồi mình làm cái đứa gọi là dốt tiếng Anh, không biết được tiếng Anh luôn ấy. Chồng mình thì thực ra là anh ấy giỏi tiếng Anh lắm nhá. Thế nhưng mà học kiểu theo cái kiểu ngày xưa đấy, bây giờ phát âm nó có giống đâu, thế là thực ra là không có dạy được mọi người. Nên là mình sử dụng mấy cái app này á, có giáo viên người bản địa ấy, cho nên là trẻ con nó phát âm chuẩn hơn là bố mẹ dạy rất là nhiều nha mọi người. I get out of bed. Hai nghe. I brush my teeth. Thấy, đang nói đó. Với lại mình thấy trong cái app này có rất là nhiều cái hay nha mọi người. Có chế độ tiếng Anh, tiếng Việt. Cho nên là hai đứa nhà mình thì mọi người biết rồi ấy. Mình đang dạy tiếng Việt từng tí một ấy. Đấy, từ ngày biết cái app này phát là chịu khó học tiếng Anh này, vừa học vừa chơi thú vị với kiểu hình ảnh sôi động ấy. Trẻ con nó thích, nhân vật cũng rất là dễ thương đó, Minju ấy. Rồi sáng ngủ dậy phát là ôm cái máy tính của mẹ. Hôm nay là về quê chơi với bà cho nên là mình không có mang được máy tính, chứ mọi ngày mình sử dụng máy tính thì cái màn hình nó rộng nó dễ hơn. Hôm nay là dùng điện thoại của mẹ. Teacher. Trong đây thì có cả chế độ hướng dẫn mình viết chuẩn nét nha mọi người, cho nên là Minchu nhà mình ấy, nhiều khi nó hay vẽ viết ngược đó mọi người. Thế là từ ngày học được cái này là cũng sửa được rất là nhiều rồi. Cô giáo ở trường nói là Minchu dạo này tiến bộ hơn được tí ti, cho nên là trong thời gian tới là sẽ cố gắng
học trong cái app này này, vừa học vừa chơi, đỡ được bao nhiêu thời gian chơi game đó mọi người. Bây giờ trẻ con đứa nào thành phố hay nhà quê thì nó cũng đứa nào cũng có cái điện thoại chơi game suốt, cho nên là thay lúc chơi game ấy, mọi người sử dụng cái app này này, vừa học vừa chơi vừa thú vị luôn. Food Baker Apple Food Baker Which word has the R sound? Hai em đang bảo nhau đọc. Ôi, bảo nó thú vị mẹ ơi. Thỉnh thoảng đá câu tiếng Việt và nó hỏi mẹ tiếng Việt này là cái gì thì mình lại chỉ nó để nó biết có tiếng Anh Việt từ cách là tiện mọi người. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Nó thích mọi người được khen nhỉ. Trong cái app này thì có cái chế độ thu âm lại nha mọi người. Nếu mà con mình có phát âm chưa chuẩn ấy thì mình có thể luyện lại 2-3 lần để cho nó khi nào chuẩn thì thôi. Đó, hai đây mình khoái khoản này mọi người. Đặc biệt là đang có chương trình giảm giá 59% mọi người, cho nên là anh chị em nào mà quan tâm ấy thì có con nhỏ ở đây. Đó, vừa học vừa chơi rất là thú vị luôn. Còn hơn là mình ngồi ở bàn xong mình bắt nó học nhớ thì nó sẽ rất là nhanh nhàm chán. Ở trong cái app này có những cái hình ảnh dễ thương thì con nó thích mọi người. Đó. Ngồi từ nãy giờ học cũng phải khá lâu rồi đó. Đấy, hai anh em mà cứ không oảnh nhau rồi không chơi game nhiều, học này cũng phải là mẹ yên tâm làm việc không. Rồi bây giờ mình sẽ đi dán bánh xèo cho mọi người, cho hai anh em học tự nhiên. Đó. Bây giờ trong lúc hai em học tiếng Anh thì mình sẽ đổ bánh xèo cho mọi người. Đó, mình may mà nhà mẹ mình là còn giàu ăn ấy, nên để tưởng quả này hết thì coi, tại vì mình không có để ý. Đây này, còn có tí tí thôi. Mỏng ngon. Hôm nay thì mình sẽ cho ít giá thôi, tại vì sợ mẹ mình không ăn được ấy. Giá nó chín hẳn nên nó đây nó kiểu hơi không có được chín hẳn cho nên sợ bà không ăn được. Đại Vương đợi trong vòng tầm 1 phút. Ông chồng mấy ông ấy đang hỏi tuần sau này ăn cái gì. Ồ. Để thêm tí nữa cho nó giòn. Rồi mọi người, bây giờ mình đã làm xong một mẻ bánh xèo vàng ươm luôn. Đang bảo mẹ mình ngồi đây ăn thử này. Thực ra là ăn cơm no rồi nhưng mà ăn nữa cho nó biết mùi vị, hương vị Việt Nam. Chắc chỉ có Minchu thôi chứ Đông Ngân thì mình nó không ăn. Thằng này nó kén ăn lắm mọi người. Đây làm xong phát là chồng mình gọi là bê từ bếp lên. Hôm nay là có thế này, thế là mình ăn cuộn với lại nhau. Đấy. Đấy. Bây giờ chồng mình anh cắt ra xong rồi bảo mẹ là cuộn với lại đó. Cuộn với lại rau. Nó bảo mẹ mình cuộn với rau nhưng mà bà bảo ăn rau ăn với thịt chứ lại cuộn với cái này à. Bảo ăn lại cho đỡ ngán mẹ. Chồng mình cũng ăn này. Đấy, Minh Chu. Ồ, bên trong này ấm mắc, khô kia có xe ủi dây à. Nó bảo mẹ mình là ở bên trong mà bà khen ngon mình mà có thịt này, lại có tôm. Thịt với lại tôm mình cuộn vào ăn cho nó ngon. Tại vì ở bên Hàn nó cũng có cái món bánh xèo của Hàn, mọi người cũng tương tự gần gần giống giống. Chồng mình thì nói chung là đã sành ăn rồi.
ăn rất là nhiều lần ở nhà mình rồi. Còn mẹ mình là hôm nay là lần đầu tiên bà ăn. Ông bà mở con man thế á? Bà khen ngon. Người ngày xưa là hay ăn mấy cái món chiên này với lại rượu gạo nha mọi người. Rượu gạo. Dưới thêm tí mắm mà cho đỡ nhạt. Bây giờ mình sẽ ngồi lên đây ăn mọi người ơi. Mình không cuộn cái rau. Đây. Ăn luôn, mẹ mình ăn luôn, mình cuộn cái rau, bà bảo là ngon. Ở trong có tôm, có thịt. Ở dưới bếp một lúc mà toát mồ hôi. Không có quả. Bà xin này. Mình sẽ bái tất. Ngon. Chồng mình thì ăn nhé. Đây có người ta mới ngủ khóc không có. Đây. Nó không chỗ. Nó không chỗ. Ai nhìn thấy không? Để thấy lắm chẳng chưa cắt. Cái xoay cắt hẳn. Tốt xịt, tốt xịt. Lâu lắm không em? Ông anh có mối comment là Việt Nam mình sát ra rồi Thủy ạ? Hả lâu á? Vì có khuyến trang trên mình là Việt Nam ấy sát cho tổ thể ạ? Đấy á? Đấy. Mũi cắt là cắt là mũi cắt là cắt. Anh chờ mình ăn món này là về Việt Nam ăn được. Bạc. Rất là mong không ăn, đã mà đã cái là sao năm sao năm cặp trong đó rồi, đã mang chị ta luôn. Chân bà đau không ấy? Hát cho chung rồi rồi. Rồi đi đâu cũng đi. Hôm qua mình sáng tương cao, sáng tương, để cái tương một cây cũng ở. Chưa chung kìa. Mình lấy cái gái như vậy. Cứa. Lớn, không nhớ gì rồi. Thế chấm tia. Mẹ mình là trẻ nhất trong làng. Mà ở đây sao? Ê, dơ. Mấy bà khen ngon từ nãy giờ. Giọt lạ miệng. Ông mà. Để mình hỏi mẹ mình lần sau về Việt Nam thân bà có về cùng nữa. Tháng mẹ chơi Việt Nam khai tế, ông mà khai thịt này. Thế kìa? Hắn gặp bố qua đà bố khuôn tinh vô. Ông mà, ý là tế thả đi mới chân ra dần này à? Cô tục trai là gửi đây à? Anh chỉ bảo lúc làm thì chân bảo khỏe rồi đi chơi kiểu nào hít đau xin tư chẩn anh bảo lúc làm thì chân bảo đi nhanh thế thì bên đường thì tôi đặt thôi cô không qua ta nữa ba lần cũng bắt tao mang một cái mẹ bảo là con dâu có lần mà thì bà rất là cảm ơn nhưng mà bà không đi đâu làm ở đông ấy chỉ một hai tiếng thôi chứ còn đi rủi đâu mẹ có đi đâu. Chắc là đi gần hết đâu, quạt tặng. Ông mày có sát ra ăn từ chiều thế à? Sát ra một sát ra. Sát ra gì? Sát ra một sát ra. Mọi lần mẹ mình không ăn được mắm, này bà ăn mắm này. Không có tầm cổ mà. Ừ. Ừ, có đấy. Ông mày có giá kia đang khát thịt từ chiều bố thế à? Bài sợ. Họ cho bà ăn, nướng cái rau. Có rau mà đỗ nó ngán. Vừa nãy quên không hái một quả dưa leo vậy. Chỉ có dưa leo cuộn ăn thì càng ngon. Dưa ngon. Bài sức. Người ta rửa ra trên đằng sát trên môi. Mình chưa? Đó. Cho đỡ ngán hẳn đi. Mình đã vào cùng một bộ. Đó là một cái. Bộ không ăn. Ăn đây rồi. Cầm đi. Chào. Mình cho tôi chỗ. Ăn một tí à, bà bảo ăn nhiều. Chúng ta cùng 같이 먹어. Không bột vẫn còn không ạ? Trời lắng hay nó cuốn lại ra mất một anh. Mình thèm ăn món tư hương ăn nhiều. Ăn được không hay nào hả? Cô ấy. Ăn được rồi. Nhưng mà chả mình vừa mẹ xong con mèo không đến. Đi chơi chú qua xong rồi. À, phải chúng ta. Nào thì cũng sẽ chơi với mèo. Từ đế có những cái đế có bố bê gì. Ông mẹ, ý có ý đường hoa mơ bán hay không? Ăn nhờ. Ăn mơ. Nó?
나 기아 먹는 일 있어. 이름만 얘기해 주라고 이름. 이름. 이름 한번 얘기해 봐요. 이름. 반샤오. 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 네. 반찬이랑 비슷해요. 반찬. 반찬이랑 비슷해요. 맘 giống cái món hành nướng hành rán trên bên của bên Hàn. Mẹ mình ăn của bánh xèo theo mình cả. Cái tàu đúng không? Mẹ có cái tèo mà chung không? 이제까지 있다. 네, 보관, 예, 신분지에다 해가지고. 나만 나다오. 맨날 쳐. 아, 저 한에 다 많은 놈 같기도 하네. 북부 시장에 팔아요. 종자에 조그마한 거. 네. không biết là người ta có ăn không mà có chồng có bán không. Vậy là mình đã rửa tay sạch sẽ rồi cho nên là mẹ nó cầm luôn này, mọi người thông cảm, chứ không phải là mình để tay bẩn không, mình cầm này ăn. Không. 이제 사왔어? 나 내가 만들었어요. 이게 또 갖고 가야지. 네. 내 몸에 꿈을 보자. 내 몸에 2 cân xương 2 cân đắc thu để trong kia tự kỳ bạn mẹ cũng mang đây ăn. Ăn ở nhà hoặc là mang đến nhà văn hóa cũng gần mấy bạn được. Ông bà chỉ gặp bia đã. Khai cho bà sớm. Bia. Thế chỉ bia. Cô tương ngơ tôi 2개 있어요. 고구마? 고등어. 아, 매운 거 안 해, 나. 고등어라, 너 먹지? 아, 저희 집에 있어요. 아까 하면 야, 껌 안 해, 막 매운 거. 뭐, 야, 맨 요. 뭐, 제 막, 뭐, 일단, 하면 껌 매운 거 다, 안 넣어. 이거 진짜 맛있어요. 그때 엄마 준 거 그냥 상으로. 근데 다 먹었냐? 네. 나는 사온 맹정 뭐예요? 이거 너 좀 드시네 엄마. 응. 먹을만 하나 봐. 이거 먹어버려. 너 이놈 그 두개는 네. 갖고 가고. 내가 집어줘? 아니요. 아, 맹정만 안 먹던가요? 엄마 하나 다 먹었어? 내가 이놈 반쪽하고 보고 민지하고 một nửa cái hơn nửa cái là cái to nhưng mà lần đầu ăn thì là được ngon. Cái thơm thì chưa thơm gì lần đầu mà nói chung là ăn được đây bà đang nhặt cái giá đỗ bà này tô cũng ngon. Mà chuẩn bị con sống không? Hôm nay ăn cơm bằng. Ta chim in vĩ dụ cái hàm lưu tham mặc của hát tê cao. Chưa gặp con in giờ bằng. Hát cầm giờ là tôi. Hôm nay sau khi ninh giang của in ui yu. Yu thong kỳ ngân mang chia nó ra ở lưu mô hai đeo. Kung kỳ 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 Bảo ấy mình để nhiều sữa lắm. Bảo bà ăn em dọn mà. Bảo ăn em dọn phí. À chú à. Sức sắc của bố bức sắc của. Chính kia tôi chứ. Chú gà là tôi hốc của. Bốc sẵn. Ít bởi đồng nhiều sẵn. Mình mua xương nhưng mà mua toán loại xương mềm, xương ngon ấy. Mang ra làm văn hóa. Bắt nào cũng khen. Bảo con dâu bà mua toán loại xương ngon bé. Bà khen lên. Tôi chỉ có xương dài một lần tỏ. Mai mà ăn gì có ăn cái món này nhiều thế? Khóc quá thì thiêu rồi bố bố. Việt Nam ăn thì cái gì cả? Không phải là uống chung bố bố cho bố.
요즘에는 많이 먹는 편이야, 이렇게 하는 음식. 누나 내가 잘 먹어요. 잘 먹어야 국수도 맛있어요. 우리 말은 사원랑 그만 뭔 거 봐. 더 먹으려면 더 먹어. 아니요, 별로 안 먹어. 밥 먹은 지 얼마 안 돼서 그만해도 얼마 안 되겠니? 3시간 넘었어. 내일은 또 농약 준다면 풀약 준다면 아침에 아침에 그것은 두통도 안 들어가. 뭐 한 시간이면 또 Mà cho mà. Anh nhớ mà mà. Rồi mình mua xương về cho mẹ mình nè mọi người. Hai bọc như thế này, đây là có 8.000 won này, mà được bao nhiêu mấy cân? 8.000 won nhiều lắm. Bà bảo nhiều này thì mang về mà hầm bảo rồi mẹ ơi. Còn hầm thì con lại mua thêm chứ mang đến đây rồi lại còn mang về. Hầm xong rồi mang ra là văn hóa ăn. Còn cái bột bánh xèo đây là còn thừa một tí tại vì nhiều quá. Không sợ ăn không hết đấy. Còn một tí thôi nhưng mà cũng phải mang về. Tại vì cái bột này mình mua ở tiệm văn hóa bên Hàn ấy. 4.500 won là bằng 90.000. 90.000 tiền Việt một cái bịch hương xưa như này này. Cái loại này nó thơm ngon nhất trong các loại. Những loại khác mình mua rồi nhưng mà nó không có được thơm như cái loại này. Cho nên là bây giờ toàn nên mua đây. Ông bà má sẽ kèm hộ chứ? Ồ mẹ ăn ngon mà mẹ ăn ngon. Hãy mong chứ. Thì cái đánh răng của người là thế? Bỏ không kìa, khám ai thì đây là thả. Ông bà nó để trong tủ lạnh hay là hầm thì bây giờ mẹ mình đang tìm chỗ. Ồ, thật thế. Rồi, xong cần chế mong anh chị. Ăn xong rồi lại chuẩn bị về. Đó, cũng chiều rồi mọi người ơi. Rơi từ sáng đến bây giờ luôn. Chồng mình anh đang tại vì nó nắng ấy. Ở bên ngoài cho nên là bật điều hòa một lúc để cho nó mát xong cho bọn này nó vào. Đấy, hai đứa bây giờ lại còn đòi đi trượt băng nữa này. Hai mày đi dai à chị? Chào bà đi đã mọi người. Bà thì chân đau. Úi giời ấy. Chân bà đau bà đi chậm, bọn này thì nó đông cơn à. Ồ. Mẹ mình bảo là ra lên dãy lấy đồ ăn về vừa nãy kim chi để quên ở tủ lạnh ở trên dãy nhưng mà lại về thẳng nhà nên bây giờ mình lại phải qua đấy mình lấy mọi người ơi. Có cái gì ngon là bà gọi là gói gắm hết cho con cháu rồi ạ. Không ăn. Cứ nói là không ăn đấy nhưng mà khổ thật. Mình thì có gì ngon mình mua cho bà có gì ngon bà lại gửi cho mình. Hai bạn ra tiễn mặc kia mỗi mình ở nhà tao quá làm hớp ra mới tiễn con nhau được hả hả xe ôm ma anh đi nghe xe